Xin chào anh chị và các bạn đến với channel của Hùng Xe Hơi. Hiện tại em đang có mặt tại Hyundai Bắc Ninh. Thì hôm nay trong video này em xin cập nhật cho anh chị những chính sách giá của Hyundai Creta, cũng như là những cái màu xe sẵn giao của Creta cho 3 phiên bản: bản tiêu chuẩn, bản đặc biệt và bản cao cấp. Thì trước mặt anh chị đây đó là Hyundai Creta phiên bản cao cấp. Thì Creta phiên bản cao cấp này thì hiện tại bên em đang được bán ra với mức giá rất là tốt, chỉ với giá nó là 708 triệu cho phiên bản cao cấp. Màu xe em sẵn giao cho anh chị nó là màu đỏ, màu trắng và màu đen. Creta phiên bản cao cấp thì có những cái công nghệ nổi bật cho anh chị, đó là hệ thống công nghệ Hyundai Smart Sense hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù trên gương, hỗ trợ phòng tránh va chạm đi bộ người phía trước mà cảnh báo, cũng như là tự động phanh thì có phương tiện cắt ngang phía sau. Đó. Cái công nghệ, thêm một công nghệ nữa giống đàn anh Túc Sơn, đó là thông gió làm mát cho hai hàng ghế phía trước. Đó. Chiếc vô lăng bốn chấu này cũng giống hệt như đàn anh Túc Sơn, cũng như là cái màn hình đa thông tin phía sau ạ. Màn hình giải trí trung tâm với kích thước là 10,25 inch, tích hợp công nghệ bản đồ Google Map định vị dẫn đường. Về phanh tay thì cũng được trang bị phanh tay điện tử và dự phanh auto hold. Creta thì được trang bị với động cơ đó là 1.5 lít với 4 xi lanh thẳng hàng và hệ thống dẫn động với hộp số IVT, hộp số thông minh với dây đai bằng kim loại cho chiếc xe vận hành êm ái, cũng như là có một chiếc dây đai hộp số bền bỉ hơn. Với phiên bản tiêu chuẩn thì em cập nhật giá, hiện tại bên em đang bán với giá là khoảng 613 đến 614 triệu. Và lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang nó rơi vào tầm khoảng 683 triệu. Phiên bản đặc biệt thì hiện tại bên em đang bán ra với giá là 663 triệu thì lăn bánh tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang 663 cộng thì lăn bánh bản đặc biệt thì nó sẽ rơi tầm khoảng ngoài 730 triệu một chút. Còn phiên bản cao cấp này thì lăn bánh hiện tại là nó sẽ rơi vào tầm độ khoảng là hiện tại lăn bánh phiên bản cao cấp này nó rơi vào tầm độ khoảng là 785 đến 787 triệu tại thị trường Bắc Ninh, Bắc Giang. Đặc biệt là phiên bản tiêu chuẩn thì bên em cũng có nhiều màu xe giao ngay như là màu trắng, màu đỏ, màu đen. Và với chính sách giá như vậy thì bọn em cũng sẽ cạnh tranh với các đại lý khác và sẽ cố gắng là bán giá tốt nhất thị trường cho khách hàng. Thì những cái phụ kiện được tặng theo xe của ba phiên bản thì là phim cách nhiệt, trải sàn da, bọc vô lăng da. Và có tháng này bên em sẽ có tặng cho khách hàng thêm đó là cái máy tính bảng của Samsung. Đó. Thì hiện tại thì em vẫn có hỗ trợ cái chương trình trả góp cho khách với mức lãi suất, nếu mà cái hồ sơ mức lãi suất tốt cho anh chị, khi mà hồ sơ đẹp nó rơi vào tầm độ khoảng là 10 đến 10,5% và năm thứ hai thì khoảng 11 đến 12%. Anh chị quan tâm đến Hyundai Creta phiên bản tiêu chuẩn, đặc biệt và cao cấp, và để lấy được xe giá tốt cho thời điểm cuối năm 2022, cũng thời điểm này thì bên hãng và đại lý sẽ chạy chỉ tiêu, cho nên là bán với mức giá cực kỳ là tốt và nó tốt nhất năm cho anh chị. Thì anh chị vui lòng liên hệ số điện thoại em để ở trên màn hình. Thì em xin lưu ý là giá xe thì có thể là cập nhật theo thay đổi theo ngày, khoảng vài ngày chúng em sẽ thay đổi giá xe một lần, thì anh chị có thể là gọi điện để em có thể tư vấn rõ hơn về giá. Em xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.